Thưa quý vị, ngày 3 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn khởi tố thêm 4 bị can và thay đổi tội danh với một bị can đã khởi tố trước đó trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức đơn vị có liên quan. Cụ thể, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Dương Tấn Trước từ tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, sang tội tham ô tài sản. Phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với 4 bị can: Nguyễn Thanh Tùng, Lê Văn Chánh, Đào Chí Kiên, Lê Thị Kiều Trang cùng về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng nhiều đồng phạm. Đến tháng 3 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can thuộc Đoàn Thanh tra Liên ngành thuộc Đoàn Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Mới đây nhất, ngày 25 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố với 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Nhưng các bị can đã bỏ trốn nên Bộ Công an đã ra quyết định truy nã. Tẩy xóa, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nguyên cán bộ văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lai Châu đã chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của một số người. Tại cơ quan công an, đối tượng Trịnh Thị Kim Nhung, trú tại phường Tân Phong, thành phố Lai Châu khai nhận, trong thời gian công tác tại văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lai Châu, trước tháng 11 năm 2023, do nợ nần thua lỗ vì đầu tư tiền ảo, nên Nhung đã chỉnh sửa thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân nộp cấp đổi thành thông tin của mình, rồi lên hệ thống cơ sở dữ liệu để chỉnh sửa thông tin cho khớp với bản cứng. Sau đó, Nhung giới thiệu bản thân có một số lô đất cần chuyển nhượng với giá rẻ. Bằng thủ đoạn trên, từ đầu tháng 10 đến thời điểm bị bắt giữ, Nhung đã lừa chuyển nhượng được 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 văn phòng bất động sản và 3 người dân có nhu cầu mua đất, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng. Hiện Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng trên để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng tâm lý nôn nóng muốn nhanh chóng đi làm việc ở nước ngoài sau đại dịch Covid-19 và sự thiếu hiểu biết về pháp luật của một bộ phận người lao động, mà trong thời gian gần đây một số tổ chức cá nhân không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã sử dụng mạng xã hội để lừa đảo người lao động. Không ít người mong muốn sang nước ngoài làm việc đã tin theo những lời dụ dỗ, hứa hẹn của các cá nhân tổ chức, đường dây cò mồi xuất khẩu lao động để rồi mất trắng ra tải. Sử dụng mạng xã hội Facebook để quảng cáo dịch vụ xuất khẩu lao động. Khi có người tìm hiểu, Phạm Văn Thắng tự lập nhóm Zalo ảo để tư vấn, thỏa thuận. Với lời hứa đưa lao động ra nước ngoài làm việc với chi phí rẻ, mức lương cao nhưng tiêu chuẩn tuyển chọn thấp, được bao chọn hồ sơ thủ tục, Thắng yêu cầu mỗi lao động chuyển tiền cho mình mỗi lần từ 250 đến 3.000 đô la Mỹ. Với thủ đoạn trên, Phạm Văn Thắng đã lừa đảo của hàng chục bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng. Các đối tượng đưa ra thông tin gian dối cho rằng có cái khả năng nắm bắt thông tin cũng như là làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, có khả năng giúp cho những cái người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động thực hiện được cái mơ ước nguyện vọng của mình. Các công ty này chạy quảng cáo trên các nền tảng xã hội, những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động lập tức là sẽ trao tiền, tài sản, vật chất cho các đối tượng và đối tượng từ đó thì tìm cách chiếm đoạt cái tài sản này. Nhằm dẫn dụ người có nhu cầu xuất khẩu lao động, các đối tượng cò mồi hoặc tổ chức không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã lập cả website để quảng cáo. Những trang này được xây dựng khá chuyên nghiệp, đăng tải nhiều hình ảnh, thông tin tuyển dụng lao động đi làm việc tại các thị trường có thu nhập cao như Nhật Bản, Hàn Quốc hay một số quốc gia châu Âu. Tuy nhiên, đa số đều không có địa chỉ giao dịch làm việc. Một số đối tượng khác lại xây dựng website có hình thức gần giống với website chính thức của các doanh nghiệp đã đăng ký với Cục Quản lý Lao động ngoài nước. Họ lập các trang web có những hình ảnh rồi đưa ra những thông tin về quy trình thủ tục đưa người lao động đi làm việc nước ngoài. Và đưa ra những cái kết quả, chẳng hạn có những hình ảnh người lao động đang làm việc nước ngoài. Nên tất cả những cái hình ảnh đấy thường họ lấy từ các cái chương trình cá nhân người lao động thành công hoặc là đấy để gắn vào cho mình để dụ dỗ lừa đảo người lao động. Đa số nạn nhân của lừa đảo xuất khẩu lao động đều ở xa hoặc qua giới thiệu nên tin tưởng không đến làm việc trực tiếp mà chỉ liên hệ trao đổi thông qua mạng xã hội và số điện thoại. Khi đến thời hạn mà không được xuất cảnh, người lao động liên hệ thì các tài khoản và số điện thoại này đều sẽ khóa hoặc chặn liên lạc.
chúng tôi khuyến cáo người dân đó là phải xác minh, tìm hiểu thật kỹ về những cái công ty mà thu tiền, cách đối tượng mà đưa ra những cái thông tin có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động. Xác minh có thể thông qua gì? Thông qua những cái người có nhiều cái kỹ năng, nhiều cái kinh nghiệm trong xuất khẩu lao động. Xác minh tên doanh nghiệp có cái khả năng xuất khẩu lao động tại trong website của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc nước ngoài thì một trong điều kiện của các doanh nghiệp đấy là phải có trang thông tin điện tử của doanh nghiệp. Các cái hợp đồng cung ứng lao động ngoài nước mà đã được Cục Quản lý Lao động cho phép làm thì được đăng tải đến đấy để công khai thông tin rõ các điều kiện tiêu chuẩn đi làm việc nước ngoài để người lao động vừa biết được đây là những cái đơn vị mà được phép. Thứ hai là những cái hợp đồng mà mình được làm trong đó kể cả các quyền lợi người lao động. Hiện tại, người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động có thể tra cứu thông tin về doanh nghiệp có giấy phép tại trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Lao động ngoài nước tại địa chỉ www.golab.gov.vn. Việc tra cứu rất đơn giản, vì thế mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu các thông tin liên quan đến quyền và lợi ích của mình, đừng để sập bẫy lừa xuất khẩu lao động trên mạng. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định gia hạn tạm giam đối với các đối tượng Mai Quý Nhật, Mai Quý Ngân và Trương Quang Viên cùng chú huyện Krông Anna để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 11 tháng 8 năm 2020, Viên và Nhật cùng ngồi ăn nhậu tại nhà người thân. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Nhật điều khiển xe máy để đi về nhà. Trên đường đi, Nhật gặp Nguyễn Thanh Dũng và Trần Đức Hiền. Sau đó giữa Dũng và Nhật đã xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau. Bị đánh, Nhật liền điện thoại cho Viên và Ngân đến giúp mình. Hậu quả Dũng bị đánh bất tỉnh nằm gục tại chỗ. Rất may, Dũng được người dân gần đó đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng tỷ lệ thương tật là 42%. Vào sáng ngày 4 tháng 11, một vụ nổ lớn xảy ra tại gia đình người dân ở huyện An Lão, thành phố Hải Phòng khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 4 tháng 11, tại căn bếp cũ dùng để chứa đồ đạc của gia đình anh Đào Xuân Quy sinh năm 1985 ở xóm Câu Đông, xã Quang Trung, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, xảy ra nổ lớn khiến người đàn ông này thiệt mạng. Tại hiện trường có nhiều vật dụng bánh pháo chưa nhồi. Vào thời điểm phát nổ, trong nhà chỉ có anh Quy, bố mẹ đẻ ở nhà bên cạnh. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 11, Công an thành phố Thủ Đức đã tổ chức kiểm tra hành chính tài xế phụ xe sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí nguy hiểm, vật liệu nổ ra vào chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện 3 trường hợp dương tính với ma túy. Kiểm tra trong đêm, lực lượng chức năng đã kiểm tra tổng cộng 51 lượt tài xế, phụ xế điều khiển xe ra vào chợ. Trong đó, các trinh sát ma túy đã sàng lọc, yêu cầu kiểm tra nhanh chất ma túy trong người đối với 35 trường hợp có nhiều biểu hiện nghi vấn. Sau khi hoàn tất các kết quả xét nghiệm tại trung tâm y tế địa phương, lực lượng chức năng đã xác định 3 trường hợp dương tính với ma túy, gồm một tài xế và hai phụ xe. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Ngô Thanh Phong, 38 tuổi, ngụ khóm 2, phường 5, thành phố Trà Vinh về hành vi can tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo kết quả điều tra, Ngô Thanh Phong cùng vợ là Dương Ngọc Hân, 40 tuổi, cho những người vay tiền với lãi suất 2% một ngày, 60% một tháng và 730% một năm, vượt quá lãi suất 36,5 lần theo quy định của pháp luật. Hằng ngày, Phong cùng với Hân đi thu tiền lãi của những người vay tiền, tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản của Hân. Cơ quan công an xác định được 7 người vay tiền của Hân với tổng số tiền 1 tỷ 125 triệu đồng và đã đóng lãi 920 triệu đồng. Vợ chồng Hân đã thu lợi bất chính số tiền 308 triệu đồng, số tiền thu lãi chênh lệch so với lãi suất quy định của nhà nước. Hiện vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục mở rộng xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Qua vụ án cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, có thể thấy địa bàn vùng ven, địa bàn giáp ranh còn tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự. Với vai trò là lực lượng chủ công, công an các quận huyện địa bàn giáp ranh đã chủ động phối hợp với nhau và với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Nhìn lại vụ cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, được biết nhóm nghi can này đã lên kế hoạch cướp ngân hàng từ trước. Khẩu súng gây án là súng tự chế, số tiền cướp được gần 4 tỷ đồng. Sau đó, nhóm này chia ra 3 hướng khác nhau để lẩn trốn.
Chỉ sau 22 giờ xảy ra vụ án, Công an huyện Hóc Môn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng bắt các đối tượng gây án, thu hồi tài sản. Để có được kết quả này, phải kể đến công tác phối hợp hiệp đồng của các lực lượng tham gia phá án và công an quận huyện trên địa bàn giáp ranh. Đối với địa bàn giáp ranh thì được sự chỉ đạo rất là quyết liệt của ban đốc, trực tiếp là đồng chí giám đốc và đồng chí phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan điều tra. Thì địa bàn giáp ranh của quận huyện này với quận huyện khác đều là của thành phố Hồ Chí Minh. Do đó thực ra gọi là địa bàn giáp ranh nhưng nó là một nằm trong một cái tổng thể của công an thành phố. Khi có vụ việc xảy ra thì chúng tôi đã phối hợp rất chặt với nhau, coi như là một đơn vị. Và chính từ cái chỗ đó thì mọi cái xảy ra trên địa bàn đều được nhanh chóng điều tra khám phá án với một cái tinh thần trách nhiệm cao nhất. Qua một số vụ án xảy ra thời gian qua cho thấy, cùng với các phương thức, thủ đoạn có tính truyền thống, xuất hiện các nghi phạm thông qua không gian mạng, lập các nhóm kín, kết bạn với nhau để thực hiện hành vi cướp tài sản tại các ngân hàng. Là địa bàn giáp ranh với huyện Hóc Môn, Công an quận 12 đã chủ động các phương án phòng ngừa tội phạm ngay trên địa bàn của mình, từ đó làm cơ sở vững chắc để phối hợp với các đơn vị khi có vụ việc xảy ra. Công an quận cũng đã mở cái hội nghị là mời tất cả các chủ, các chi nhánh ngân hàng, chủ đóng trên địa bàn và các tiệm vàng, thậm chí là các tiệm cầm đồ lên ký kết cái giao ước, cái quy ước về cái phòng ngừa tội phạm chung. Công an quận cũng đã chủ động là cho lực lượng cảnh sát khu vực phối hợp đi xuống từng cái ngân hàng để mà kiểm tra lại cái hệ thống bảo vệ, kiểm tra lại hệ thống camera an ninh và cái thực hiện quy ước phối hợp khi phát hiện đối tượng nghi vấn gì đó là phải báo ngay cho lực lượng công an gần nhất. Hiện nay, công an các quận huyện, các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khảo sát công tác phòng ngừa tội phạm tại các phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng để có kiến nghị giải pháp tăng cường phòng chống tội phạm cướp ngân hàng. Bên cạnh sự quyết liệt đấu tranh đối với loại tội phạm này, mà trong đó nòng cốt là lực lượng công an thì vẫn cần sự phối hợp chặt chẽ từ các ngân hàng. Đối với các ngân hàng là phải có vấn đề đào tạo cho các lực lượng an ninh, lực lượng nhân viên bảo vệ của mình làm sao có thể là nhận biết được các đối tượng nào có khả năng là gây án, những cái công cụ, phương tiện nào là các đối tượng sẽ sử dụng để mà uy hiếp tinh thần, cũng như là kịp thời là nhận diện các đối tượng, hỗ trợ lực lượng công an trong quá trình truy bắt. Ban đốc thành phố cũng đã chỉ đạo BC02 phối hợp công an các quận huyện, thành phố Thủ Đức và tập trung lực lượng để mà chủ động phòng ngừa, ngăn chặn đấu tranh với tội phạm này. Dự báo tình hình tội phạm trong thời điểm cuối năm sẽ còn diễn biến phức tạp, lực lượng công an, đặc biệt là các địa bàn giáp ranh sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời nắm bắt tình hình, quản lý, ngăn chặn và xử lý kịp thời đối với những hoạt động vi phạm pháp luật như cho vay nặng lãi, cờ bạc, lô đề, cá độ. Vì đây cũng là những hoạt động tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến các hành vi cướp ngân hàng có thể xảy ra. Thưa quý vị, vào sáng ngày 4 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2023. Theo chương trình, phiên họp tập trung thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023, tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong tháng 10 vừa qua, có rất nhiều sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội và đối ngoại quan trọng. Trong tháng 10, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó khăn, thách thức tiếp tục nhiều hơn thời cơ thuận lợi. Nhờ có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tình hình kinh tế xã hội tháng 10 tiếp tục đạt kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, duy trì xu hướng tháng sau tốt hơn tháng trước, cơ bản đạt mục tiêu tổng quát, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được đảm bảo, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia, bộ chi ngân sách nhà nước được kiểm soát tốt, an sinh xã hội, đời sống người dân được đảm bảo. Phòng chống tham nhũng tiêu cực được đẩy mạnh, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, uy tín và vị thế quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng lên. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn vướng mắc như tăng trưởng chưa đạt mục tiêu, sản xuất, kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, thủ tục hành chính còn rườm rà. Một bộ phận cán bộ vẫn sợ sai, sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy công việc. Việc khắc phục một số bất cập còn khó khăn, một số vấn đề tồn đọng kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm. Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kỹ, đánh giá khách quan, sát thực tiễn về tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng, những việc đã làm được và chưa làm được,
nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm, xác định những nhiệm vụ đột phá, trọng tâm để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn trong tháng 11, 12, phấn đấu cao nhất để đạt được mục tiêu, kết quả năm 2023 phải tốt hơn năm 2022 như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo. Thưa quý vị, đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá và mực khô, theo đó thì đã phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm. Cụ thể, cơ sở Nghi Hà có địa chỉ tại Trưng Nữ Vương thuộc phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu hiện không đáp ứng được các điều kiện về an toàn thực phẩm như kho lạnh, có một số mặt hàng thực phẩm khô là cá bò đã ẩm mốc được bảo quản chung với các mặt hàng nguyên vẹn còn sử dụng được. Nhân viên làm việc tại cơ sở không mặc trang phục bảo hộ và khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm theo quy định. Qua làm việc, chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc đối với mặt hàng bò khô, rong biển, chưa xuất trình đầy đủ giấy tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe của nhân viên làm việc tại cơ sở. Đội Cảnh sát Kinh tế Môi trường Công an quận Hải Châu đã lập biên bản tạm giữ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định. Kinh doanh tôm hùm giống không rõ nguồn gốc xuất xứ, một hộ kinh doanh ở tổ dân phố Phúc Sơn, phường Cam Phúc Nam, thành phố Cam Ranh vừa bị Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 90 triệu đồng. Trước đó vào ngày 24 tháng 10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường, Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh do bà Phạm Thị Thành Ngọc, trú tại thành phố Hải Phòng làm chủ. Hộ bà Ngọc hiện đang kinh doanh tôm giống với diện tích khoảng 4.000m2, gồm 15 hồ. Tại thời điểm kiểm tra, có 14 hồ đang chứa khoảng 300.000 con tôm hùm giống, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp và các tài liệu có liên quan đến bảo vệ môi trường. Ước tính lô hàng tôm hùm giống này có trị giá khoảng 7 tỷ đồng. Hiện toàn bộ số tôm hùm giống này đã được các lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy theo quy định.